cà phê Sa Bớt nha cả nhà, Ion Bình Tân. Đây là tầng G của Sa Bớt. Con bé à, lúc làm đây, lúc em làm đây đúng không? Ờ. Ủa vậy là quản lý luôn hả? Cái gì vậy, đổi quản lý đúng không? Không, cái là em trên môn đó. Ờ hả? Ừ. Nhưng mà thường là dây đỏ là cấp trên đúng không? Không, em làm trong văn phòng. Ờ hả? Ờ. Văn phòng thôi. Thấy nghe nói dây đỏ là cấp trên mà. Văn phòng thôi, văn phòng. Vậy đó hả? Ờ. À. Hèn chỉ anh nói, ủa sao ai giống giống em làm Sa Bớt đó ta? Em đó. Vậy đó. Thấy ông ngồi trong bay hoài cái gì? Ờ à, đúng rồi. Ủa mà sao em không làm đây nữa? Hả? Sao em không làm đây nữa? Tốt nghiệp rồi nên là kiếm việc khác. À công việc trên kia tốt hơn đây đúng không? Tốt nghiệp nên kiếm việc khác thôi gì đâu. À vậy đó ha. Cà phê Sa Bớt thì cả nhà. Có anh đó, của anh có phải là một nước hay là một cà phê? À để anh coi lại. Cà phê Highland nha cả nhà. Highland cà phê. Quán rất là đẹp luôn á. À, chúng ta có thể tải app Bamin, Bi, lại Gap Food. Đây quán có liên kết tới những app đó cả nhà. Bamin. Không gian của quán rất là đẹp luôn cả nhà. Đấy. Bánh á, bánh su kem. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần nha cả nhà. À, cả nhà có thể đến đây để mà ăn uống thư giãn, nghe nhạc. À, quán rất là đẹp luôn á. Đấy. Viên quán rất là mát đó nha, những chiếc bàn gỗ rất là mát luôn á. À, 36 nè. Nè. Rồi, cảm ơn. Đây là bánh mì gì cả nhà. Bánh mì gì cà phê. Quá rất là đẹp luôn đó nha. Đấy. Rồi cảm ơn em nha. Đây là cà phê sữa cả nhà. Rồi Giang Quý chúc cả nhà có một buổi sáng cà phê thật là vui vẻ nha. Đây là đường số 7 nha cả nhà, đường số 7 của phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Rồi em lấy chiếc này nha anh, cảm ơn anh.
Rồi, chúc cả nhà một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Đây là mì bò đó cả nhà, mì bò cay trên lửa. Em ơi lấy đơn 825 em. Ok. Ở đây là 825 nha cả nhà. Ủa? Địa chỉ ở đây là gì ta? Địa chỉ hả? Mì bò. Mì bò không? Mì bò Đài Loan. Mì trộn bò. Lại mì bò cay Tứ Xuyên. Mì bắp bò 60k cả nhà. Bên em đang hết sông lặng nữa. Đây là hả? À, đây nói khách.